Lời nói đầu tiên, Kỳ Lạ Bonsai Dừa xin gửi đến lời chào tất cả anh chị em và cô dì chú bác nha. Thì hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021, bước qua năm mới. Thì Kỳ Lạ Bonsai Dừa xin chúc đến tất cả toàn thể anh chị em và cô dì chú bác và một năm mới an khang thịnh vượng và luôn luôn tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Thì hôm nay thì mình cũng không có làm cái clip gì hết. Đơn giản lại là đơn sơ thôi, rút ngắn gọn lại là cái clip cây dừa mà cây dừa này nè, thì mình cũng đã trồng đây cũng được nói chung là cũng 9-10 tháng rồi, nếu mà tính đúng là cũng gần 10 tháng nha. Thì hôm nay thì mình đã, lúc trước là mình đã cắt lọt hết rồi, thì làm cái con rắn này mình không có quay clip lên cho anh em mình xem. Thì bây giờ đó là đã lên được 2 lá, nhưng mà cái này mình cắt nó là cái lá trẻ nha, lá trẻ tự nhiên luôn á, là giờ nó đang ra một cái lá thứ hai và cái đọt non nó đâm ra một lá nữa. Thì bây giờ từ đây tới Tết khoảng còn 40 ngày nữa Tết thì mình sẽ cho nó ra thêm được hai, một lá là thêm hai lá nữa là ba lá là mình chuẩn Tết được rồi. Thì hôm nay á mình cũng không có clip gì hơn, mình lấy cái vườn ra mình quay mình đứt lên để cho tất cả anh chị em và quý vị bác mình xem và tham khảo, là mình trang trí lại để mình trưng mấy ngày Tết đó mà. Đây là cây dừa lúc trước mình có làm nhưng mà mình không có làm clip quay. Quay thì nhiều khi cái thời gian nó dài quá, thì làm mất công tất cả anh chị em mình cùng xem. Thì hôm nay thì mình tóm tắt và ngắn gọn lại là mình chỉ có lên chậu. Chậu này cũng đã, nó cũng nằm trong này rồi chứ không phải là lên chậu nữa. Mà giờ là mình chỉ có trang trí nó, làm cho nó đẹp thôi để mình chung Tết. Xin mời tất cả anh chị em mình cùng xem nha. Nếu mà có hay á thì ủng hộ cho Kỳ Lạ Bonsai Dừa. Thì nói chung thì cũng chúc tất cả những anh em đồng nghiệp đam mê bonsai dừa và luôn luôn năm mới luôn luôn là được thành công và phát triển mạnh nha. Xin thành cảm ơn và nhớ xem hết clip của Kỳ Lạ Bonsai Dừa làm như thế nào nha. Đây là một bạch xạ rất là đẹp luôn á. Mình làm cái con này thì mình để đây nói chung là mình cũng có sơn mết lại, chứ con này mình đã làm trước đó là cũng được 9-10 tháng rồi, từ lúc mà cái trái dừa đó mà chuẩn bị nó ra mọc là mình đã làm tới bây giờ luôn. Rồi xin chân thành cảm ơn đến tất cả anh chị em quý vị các bác cùng xem nha.